Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ, và trong video ngày hôm nay cũng là những ngày đầu của năm 2024, em cũng xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn một năm mới luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Và chúc cho tất cả mọi người trên thế giới này sang một năm mới có những điều tốt đẹp hơn và luôn bình an. Hiện tại thì em đang có mặt trên con đường này, đó là những hình ảnh của con đường Phạm Văn Đồng, quý vị, một trong những con đường biển đẹp ở khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Và hướng này em đang đi là hướng sẽ về lại trung tâm thành phố Nha Trang, hướng đi qua cây cầu Trần Phú về lại con đường Trần Phú. Và bên tay phải của chú chị bạn đó là những hình ảnh của đồi La Sang. Ở phía trên này cây cối tùm vậy, và đặc biệt là có một cái loài hoa nở rất là đẹp, màu hồng hình trái tim, đó là hoa tigon. Thì hoa tigon vào mùa hè đó ở trên cái đồi này nè là nhiều lắm, kèm với hoa giấy nữa, và hầu như là nó cũng nở quanh năm vậy. Ngay vị trí này là ngã ba của con đường Tôn Thất Tùng giao với Phạm Văn Đồng. Ngay góc này cũng có một cái quán Highland Coffee vị. Thời tiết Nha Trang qua Noel cũng như là qua Tết thì qua năm mới thì nó cũng đã nắng đẹp. Khí hậu vào buổi trưa đôi lúc nắng gắt nó cũng nóng lắm vị, còn buổi sáng với buổi chiều thì nắng cũng rất là dịu nhẹ. Nếu như mà so với thời điểm mà mùa hè thì tầm khoảng 2-3 giờ chiều á, trời mùa hè thì rất là nóng, nắng gắt. Còn đối với mùa đông này thì 2-3 giờ chiều á, nắng cũng rất là đẹp, rất là dịu nhẹ luôn quý vị. Trước hình của cô chú chị bạn đó là những hình ảnh của cây cầu Trần Phú, một trong những cầu rất là đẹp kết nối hai con đường biển của thành phố Nha Trang, đó là con đường biển Phạm Văn Đồng. Ở ngay vị trí này thì hướng của con sông Cái nó đổ ra này vị, ngay vị trí này gọi là cửa lớn. Con sông Cái nó sẽ đổ ra ngay vị trí của cầu Ngọc Thảo, nó tách ra làm hai nhánh, một nhánh là đi qua cầu Hà Ra và một nhánh đi qua cầu Sông Bóng, và cả hai nó sẽ hợp lại ngay vị trí cầu Trần Phú này, đổ ra biển phía bên tay trái vì là biển. Cây cầu Trần Phú này nó có chiều dài 458,27 m quý vị, và chiều rộng của nó 22 m, mỗi bên là hai làn đường, tổng cộng 4 làn, và hai bên có hành lang đi bộ cũng khá là rộng, tầm khoảng 2 mét, chính giữa là dải phân cách bằng bùn hoa. Cái cầu này nó cũng cao, khi đi trên cái cầu này thì sẽ phóng tầm nhìn về phía trung tâm của con đường Trần Phú, rất là nhiều những tòa nhà cao tầng. Và em di chuyển qua đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú. Hướng này di chuyển tầm khoảng 2 km nữa là sẽ về ngay trung tâm về khu vực quảng trường, hội trường cũng như là chợ đêm. Và ngay vị trí này đó là những hình ảnh của ngã ba của đường Sớm Cồn và con đường Trần Phú ngày nay. Con đường Trần Phú năm xưa là đại lộ Duy Tân, một trong những con đường biển ngày nay nó là được mệnh danh là con đường triệu đô. Và bên tay phải của chúng chiếc bàn đó là những hình ảnh của Mường Thanh, Lusuri nằm ngay góc ngã ba của đường Trần Phú và con đường Sớm Cồn. Ở phía dưới của tòa nhà đoạn này nè là buổi tối cũng có chơi DJ nữa vậy, cũng vui nhộn lắm. Và bên kia là những hình ảnh của cồn Nhất Trí nằm gần với bờ kè. Đứng ở bờ kè này vì có thể nhìn qua bên kia thấy cái cồn rất đẹp. Khu vực đây thì sông Cái nó đổ ra cầu Hà Ra. Bờ kè này là bờ kè Sống Cồn. Đây là một trong những con đường còn mang lại những hình ảnh của năm xưa, nơi mà bác sĩ Alexander Yersen đã từng sinh sống với người dân ở đây, cho nên nó vẫn đặt một cái tên rất là gần gũi, đó là Sớm Cồn, con đường Sớm Cồn, con đường bờ kè. Và ở khu vực đây lúc trước á, là sông Cái nó xâm thực vào bên tay trái vì á, là cái hướng mà đi vào cái tạo một cái đầm năm xưa, bây giờ là chợ đầm vậy, khu vực chợ đầm. Thì chợ đầm được xây dựng từ những năm 70 72 và đi vào hoạt động là năm 1973. Ở thời điểm đó thì chợ đầm nó là một cái đầm được
nước rất là nhiều, cho nên là phải tốn rất là nhiều là công sức để mà xây dựng một cái ngôi chợ đầm thời điểm đó. Phải hút nước ra rồi mới bơm cát rồi vào vậy, bơm mới lắp cái đầm đó, rồi sau đó mới xây dựng được một cái ngôi chợ một cái thời điểm đó. Thì để mà xây dựng cái chợ đầm thì riêng cái tiền chi phí mà xây dựng thì em tìm hiểu thì hình như nó khoảng tầm khoảng hơn 50 triệu vậy vào thời điểm đó. Và cái chung cư cũng vào cái thời điểm đó thì xây dựng trước là có chung cư A và chung cư B, thì lúc đó thì xây dựng cái chung cư thì tầm khoảng mất hết chúng 90 triệu đó. Một cái số tiền rất là lớn vào thời điểm đó. Và phía trước màn hình của cô chú chị bạn đó là những hình ảnh của con đường 2 tháng 4 ngay vị trí của giao với đường Sông Cồn ngay chân cầu Hà Ra. Bên tay phải của chú chị bạn là hướng đi lên cầu Hà Ra và đi ra cầu Sông Bóng, cũng như là hướng đi ra phía bắc ra đèo Ruri. Còn rẽ bên tay trái là hướng đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang trên con đường 2 tháng 4. Đường 2 tháng 4 này lúc trước nó cũng là con đường quốc lộ, bây giờ thì nó thuộc quốc lộ 1C. Thời điểm mà chưa có con đường cải lộ tiến mới, chưa có con đèo Rù Rì mới thì xe chạy hướng bắc nam tất cả đều di chuyển qua con đường 2 tháng 4 này. Và sau đó sẽ đi qua con đường Trần Quý Cáp, rồi di chuyển qua con đường Thống Nhất một đoạn, rồi kết nối dài sẽ là con đường 23 tháng 10 hướng đi lên cửa ngõ phía tây của thành phố Nha Trang. Đó là cái hướng đi lên Diên Khánh, cũng là cái tuyến đường đi bắc nam, hướng đi vào Nam. Nếu như năm xưa lúc trước mà chưa có con đường cải lộ tiến mới, xe vẫn còn chạy vào trung tâm thành phố, thì đây là con đường mà đi vào Nam theo hướng này nè quý vị. Bên tay trái của chú chị bạn là một cái công viên, đó là công viên bến xe bây giờ, và lúc trước nó là một cái bến xe gọi là bến xe Ninh Hòa, nằm ngay góc của đường Sinh Trung và con đường 2 tháng 4. Và ngay vị trí cái bánh xe trước cũng như là công viên bây giờ nhìn lên là sẽ một cái có một cái đơn ngọn đồi. Cái ngọn đồi đó là cái ngôi chùa gọi là chùa Viên Thông vậy. À, em xin lỗi, chùa Kỳ Viên, em cứ nhầm. Cái chùa Viên Thông là nằm bên phía trên của cái đồi Trại Thủy. Và bây giờ em di chuyển qua đây là thuộc những hình ảnh của khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, một khu đô thị thuộc xã Vĩnh Hiệp ngày nay, nằm về phía tây của thành phố Nha Trang, rất là đẹp và nó cũng khá gần với trung tâm, rất là tiện lợi. Khu đô thị này thì nó lên hết tất cả những cái chung cư rồi vị, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7 và CT9. Hiện tại thì CT8 chưa chưa có xây, chỉ còn thiếu cái CT8 nữa thôi. Và dân cư ở đây là các cái nhà liền kề cũng rất đẹp, rồi các cái shop house ở dưới chung cư thì buôn bán kinh doanh cũng nhộn nhịp. Con đường này em đang đi lúc trước nó là con đường A1, cũng là con đường chính của khu đô thị này. Nói đến khu đô thị Vĩnh Trung thì rất là nhiều những địa điểm ăn uống, rồi các quán cà phê mọc lên nhiều lắm. Bên tay trái của chú bạn là chung cư CT9 rất là đẹp, mới xây sau này, mới xây trong năm vừa rồi, năm 2003. Và sau khi xây xong thì ở phía dưới các shop house cũng dùng để làm những cái quán cà phê, như là những quán nổi tiếng như cà phê Hồng Túng rồi cà phê Nâu rồi, là ở phía dưới các chung cư. Bây giờ con đường A1 này nó đổi tên rồi vì các cái chung cư, các cái khu đô thị bây giờ là đổi thành tên. Lúc trước là đặt A, B, C, bây giờ đổi thành tên hết rồi. Và bây giờ con đường này nó đổi thành tên Trần Hữu Diệt. Cho nên một số người bây giờ mà đi tìm kêu tìm con đường A1 của khu đô thị Vĩnh Trung á, là tìm không ra, mà phải gọi là con đường mới là con đường Trần Hữu Diệt thì mới tìm ra nha vị. Chứ tìm cho con đường A1 tìm hoài không ra đâu. Còn để mà ví dụ tìm được thì phải nhìn vô số nhà, một số nhà thì họ vẫn còn để cái tên đường cũ, họ chưa có thay đổi thôi. Và em di chuyển qua đây là những hình ảnh của đường 23 tháng 10. Con đường cửa ngõ phía tây của thành phố Nha Trang, bây giờ nó thuộc quốc lộ 1C. Và ngay vị trí này là đường cầu Dưới Phú Nông vào 23 tháng 10. Bên tay phải của chú bạn là con đường cầu Dưới Phú Nông hướng đi qua chợ Vĩnh Ngọc.
ra giao với con đường Lương Đình Của, năm xưa là Hương Lộ 45, ra ngay cổng vị trí cổng chợ Vĩnh Ngọc luôn quý vị. Chợ Vĩnh Ngọc cũng khá là lớn và buôn bán cũng đầy đủ mặt các mặt hàng và nhộn nhịp lắm. Đây là những hình ảnh của cây cầu dứa này, cầu dứa mới thuộc xã Vĩnh Hiệp. Phía từ xa là một cái trạm thông tin của bên đài truyền hình Khánh Hòa, rất là lớn luôn vậy. Đứng từ xa nhìn thấy nó cỡ đó thì lại gần là nó y như một cái tháp, giống như một tháp Eiffel. Nó nằm gần con đường bờ đắp của con sông Cầu Dứa. Thì sông Cầu Dứa cũng như là hướng từ trên Vĩnh Thạnh nó sẽ đổ ra giao lại với con sông Quảng Trường để mà đổ ra Cửa Bé. Ngay vị trí này gọi là ngã ba cây dừa, bên tay trái là hướng đi xuống Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái, cũng như là cái hướng đi qua kết nối qua con đường đại lộ Võ Văn Giáp. Đoạn này là những hình ảnh của xã Vĩnh Hiệp và lên trên nữa là xã Vĩnh Thạnh và tiếp theo là xã Vĩnh Trung, hết địa phận của thành phố Nha Trang. Ngay chỗ này gọi là ngã ba chợ ga vậy, hay gọi là ngã ba cây số 5. Để bên tay phải là hướng đi vào trung tâm của xã Vĩnh Thạnh, còn di chuyển tiếp nữa vì sẽ đi lên xã Vĩnh Trung, rồi hết Vĩnh Trung là tới xã Diên An của huyện Diên Khánh, hướng đi lên thành quý vị, cũng như là từ vị trí này vì đi lên bến xe phía Nam mới tầm khoảng 2 cây số nữa. Thôi đến đây em cũng xin tạm dừng video, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.